Hồng Tuyết Tập 30. Lão đường đây đã tận tuổi này rồi, tôi không sợ gì nữa cả. Tôi nói cho cậu biết vậy, tôi chính là người Kháng Nhật. Các đồng bào, chúng ta đều là người Kháng Nhật, có phải không? Bà già kia, châm lửa, thiêu chết bà ta. Các đồng bào, bạn giặc Nhật Bản là lũ súc sinh. Những người Kháng Nhật sẽ báo thù cho chúng ta, đánh gục bọn giặc, giết chết bọn chúng. Đánh gục bọn giặc, giết chết bọn chúng. Đánh gục bọn giặc. Giết chết bọn giặc Nhật Bản. Đánh gục bọn giặc. Giết chết bọn chúng. Nhị Niệu Tử, tôi thật sự không đi nổi nữa rồi, mệt chết tôi rồi. Xem ra chúng ta thật sự lạc đường rồi. Hay là chúng ta nghỉ ngơi chút đi. Vậy thì nghỉ ngơi chút vậy. Ân Nhi, còn mắt này của tôi nhiều năm rồi không giật như vậy. Hôm nay không biết làm sao mà nó cứ giật liên tục. Chắc là do mệt đó. Lần này quay về nhất định phải khiến quân trưởng thăm hỏi hai chúng ta thật tốt mới được. Cậu nói có phải không? Bọn giặc đến rồi, mau trốn đi. Đâu, đâu? Ở đó. Ở đâu? Ân Nhi, nếu tôi không hù dọa cậu một chút, vậy nếu bọn giặc đến thật thì cậu sẽ gặp họa rồi đó. Nào đến bắt tôi đi. Nào đuổi theo tôi đi. Quân đoàn trưởng, quân đoàn trưởng, quân đoàn trưởng, quân đoàn phó đã đi thông báo rồi. Anh nói gì? Lão Trương đi đâu? Cấp trên có chỉ thị, mệnh lệnh cho chúng ta lập tức di dời. Quân đoàn phó thấy anh không ở đây nên anh đã dẫn vài anh em đi thông báo cho bộ đội Đống Đại Lâm và bộ đội Lý Thanh Long rồi. Chú Dani đã quay về chưa? Vẫn chưa. Chuyện của thím Dani tuyệt đối đừng nói cho chú ấy biết. Tôi sợ chú ấy chịu không nổi.
Vậy để tôi bảo chú Danny ở lại đây thêm vài ngày nữa. Chú ấy đã không có nhà để về nữa rồi. Giữ chú ấy ở lại trên núi đi, để mọi người chăm sóc cho chú ấy thật tốt. Vâng. Quân bạn trưởng mà chết chúng tôi rồi. Đúng đó, chân cũng mềm. Sao bây giờ hai cậu mới về? Quân đoàn trưởng đừng nhắc đến nữa. Trên đường đều là bọn giặc Nhật Bản. Chúng tôi đã làm mất ngựa rồi, nhưng đã lấy được lương thực, coi như đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Sao lại làm mất ngựa? Chúng tôi đến đó vừa cột chặt ngựa thì bọn giặc đến, vì vậy làm mất rồi. Bọn giặc lục soát kiểm tra gắt như vậy, lương thực của các cậu từ đâu mà có? Chuyện này, lương thực của chúng tôi là do chúng tôi vào trong khu nhà ba tánh bỏ tiền ra mua. Quân đoàn trưởng thật sự bỏ tiền ra mua đó. Nói như vậy, khu mà các cậu đi là thôn của chú Danny bọn họ đúng không? Hình như là thôn của chú Danny thật. Sao vậy? Các cậu gây ra chuyện lớn rồi. Hả? Chúng tôi gây họa rồi sao? Chú Danny đã đưa lương thực đến đây cho chúng ta rồi. Đưa đến đây rồi ư? Quân đoàn trưởng, khắp nơi xung quanh đây đều là bọn giặc. Chúng tôi phải đi đâu tìm ra lương thực đây? Quân đoàn trưởng, rốt cuộc chúng tôi đã gây ra họa gì vậy? Các ba tánh của thôn đã bị bọn giặc giết hết cả rồi. Thiếm Danny cũng nằm trong số đó. Có nghĩa là các cậu bỏ tiền ra mua lương thực, đã làm liên lụy đến bà con. Quân đoàn trưởng, lương thực này không phải chúng tôi bỏ tiền ra mua đâu, là bọn tôi vào thôn lén lút trộm lấy. Quân đoàn trưởng, nhưng chúng tôi thật sự có đưa tiền rồi. Quân đoàn trưởng, chuyện này cũng không thể trách nhị nữ tử được, là bọn giặc Nhật Bản quá hung tàn. Các cậu tưởng các cậu đưa tiền là được rồi sao? Tại sao chưa nhận được sự đồng ý của người ta mà các cậu lại lấy đi lương thực của người ta? Cho dù có để lại tiền thì có khác gì với việc ăn trộm đâu. Nếu không phải các cậu làm liên lụy đến người trong một thôn thì bọn họ sẽ không chết. Quân đoàn trưởng, anh đừng nói nữa. Quân đoàn trưởng, nhị điều tử tôi biết đã vi phạm kỷ luật rồi. Quân đoàn trưởng, chúng tôi tình nguyện đền mạng cho thím Danny và các bà con của toàn thôn. Quân đoàn trưởng, chúng tôi đã phạm phải sai lầm của nguyên tắc. Vậy anh nói nên xử lý chúng tôi thế nào? Cậu, quân đoàn trưởng, nhị điều tử bọn họ đúng là gây ra họa lớn, nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã cùng nhau đánh giặc lâu rồi. Cậu ấy vi phạm kỷ luật, hại chết bà con, nhưng cậu ấy cũng là vì mọi người chúng ta. Quân đoàn trưởng, anh thật sự nhẫn tâm cho cậu ấy đi đền mạng sao? Quân đoàn trưởng, quân đoàn trưởng, ông anh à, anh đừng như vậy. Chúng ta là bộ đội của đảng Cộng sản. Đảng của chúng ta là đảng có kỷ luật. Nếu như nói các cậu lấy đi lương thực của người ta thì còn có thể đem trả về, còn có thể đền lương thực lại cho các bà con. Nhưng vấn đề bây giờ là người của cả một thôn, nhiều mạng người như vậy, chúng ta phải đền làm sao? Phải đền làm sao đây? Quân đoàn trưởng, cho dù kỷ luật thép đi nữa, anh cũng không thể vô tình như vậy được. Buông tôi ra. Đây là một sai lầm nghiêm trọng, là một sai lầm không thể nào bù đắp được. Nếu là tôi cũng phải đền tội như vậy. Quân đoàn trưởng, tôi thấy chuyện này chúng ta phải báo cáo lên tổ chức trước. Quân đoàn trưởng, anh nói đúng, không cần báo cáo lên tổ chức đâu. Nhị nữ tử tôi biết lần này không thể tha thứ. Anh đích thân ra tay giải quyết tôi đi.
Nhị tiểu tử, lần này hai chúng ta không thoát được rồi. Quân đoàn trưởng, tôi có một thỉnh cầu. Nói. Để tôi và nhị tiểu tử đi giết bọn giặc đi. Giết được một người đỡ một người. Báo thù cho các bà con và thiếp ra đi. Chết cũng chết ở trên chiến trường. Không thể nào. Sao lại không thể nào? Chú. Song Long, những lời vừa nãy các cậu nói tôi đã nghe hết rồi. Chú Danny, con xin lỗi. Song Long, đừng trách tội hai đứa trẻ này nữa. Các con à, hai con cũng đừng đau lòng. Ta và thím cũng đã tận tuổi này rồi. Chết đi cũng là chuyện sớm muộn thôi. Song Long, trước khi thím cháu ra đi đã nói với ta, lần này đi rồi thì đừng nhớ nhà nữa, đừng nhớ nhung ta nữa. Ông cứ yên tâm mà ở đó giúp mọi người nấu cơm, cùng với mọi người đánh giặc. Như vậy thì tốt biết bao. Quân đoàn trưởng, tôi yêu cầu được một chặt vào cây. Quân đoàn trưởng, tôi cũng vậy. 20 năm sau, tôi vẫn sẽ là một hảo hán. Quân đoàn trưởng, hai chúng tôi có lỗi với bà con toàn thôn, có lỗi với thím Danny. Tôi ở đây tạ lỗi với bọn họ. Tiểu Long, mặc ấm một chút nhé. Mặc ấm rồi thì tay và cơ thể mới không bị đông cứng, mới có sức lực mà đánh bọn giặc. Vâng. Quân đoàn trưởng, à không, nhị đương gia. Gửi anh em đi đây. Lão tiểu tử, trước khi chúng tôi đi, có thể hát Nhị Nhân Chuyển cho chúng tôi nghe được không? Thiết Ưng Nhi, đợi tôi một chút. Nhị tiểu tử, Thiết Ưng Nhi, nhị tiểu tử. Nhị Niệu Tử, Thiết Ưng Nhi, anh em tốt.
Người của Tống Đại Lâm toàn bộ đã bị diệt vong hết rồi à? Đúng vậy. Không còn một ai sống sót. Trước mắt kẻ địch vẫn đang phái số lượng lớn binh lực. Chỉ một đội của Oda thôi cũng đã mở rộng ra 3 lần binh lực. Hiểu rồi. Vì vậy Lý Thành Long bọn họ mới sợ sệt. Đúng đó. Đây cũng là chuyện đã nằm trong dự đoán. Dù sao thì tình hình hiện tại cũng vô cùng khó khăn, nhưng cũng không thể bỏ chạy trước trận được. Quân đoàn trưởng, tôi thấy chúng ta vẫn nên loại bỏ Lý Thanh Long bọn họ đi. Bọn họ không phải biên chế của quân đoàn 10 chúng ta. Vậy nên chúng ta không có quyền trói buộc họ. Đúng đó. Dù sao thì chúng ta cũng không thể ép người ta. Tình hình quá gay gắt rồi. Vậy nên chúng ta nhất định phải nương nhờ vào tổ chức. Còn bên phía Lý Thanh Long, chúng ta cũng đừng oán trách họ nữa. Anh ta cũng lập công không ít. Quân đoàn trưởng, bây giờ chúng ta đã là bộ đội chính quy, không phải thổ phỉ nữa. Không thể muốn đến là đến, muốn đi là đi. Điều này chính là coi trời bằng vung. Lỡ có một ngày bọn họ chĩa súng vào chúng ta thì làm sao? Sẽ không đâu. Chúng ta đã hợp tác nhiều năm như vậy, tôi tin bọn họ sẽ không làm vậy đâu. Bọn họ sẽ không làm những chuyện tán tận lương tâm. Cùng lắm là trốn trong nhà không chịu ra ngoài thôi. Trong tình hình trước mắt này, ngày tháng sau này của bọn họ cũng không dễ dàng đâu. Đúng đó. Cho bọn họ tự sống đi. Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Nhưng mà nếu như vậy thì binh lực của chúng ta sẽ suy yếu đi rất nhiều. Nói đúng lắm. Trong tình hình bị động như vậy, tôi cho rằng không dễ phát động chiến tranh với quy mô lớn đâu. Tôi nghĩ người càng ít, hành động sẽ càng tiện hơn. Nếu cần thiết thì chúng ta sẽ chia thành tốt nhỏ. Lão Trương, cậu nói có đúng không? Đúng, tôi cũng đồng ý với suy nghĩ này của anh. Chúng ta phải chuẩn bị trước tâm lý. Có khả năng sẽ khó khăn đến mức không ngờ được. Anh Cao Dương, anh nói xem làm sao bọn giặc lại có thể tìm thấy chúng ta nhanh như vậy? Còn đánh thì chúng ta không kịp trở tay. Có phải nội bộ của chúng ta xảy ra vấn đề gì không? Nhất định phải kiểm tra kỹ càng nội bộ của chúng ta. Anh đi tìm quân đoàn trưởng. Diêm Phương, em nói xem bọn họ đi đâu rồi? Nguy hiểm biết mấy. Đúng vậy, chị dâu, em cũng thấy hơi lo lắng. Bọn họ chắc không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Em nghĩ chắc không đâu. Nhưng mà chị dâu, em cảm thấy trong đây có chút vấn đề. Đều tại em lơ là không cẩn thận. Sao có thể trách em được? Cũng trách cả chị nữa, chị cũng có trách nhiệm. Này em xem, phó chủ nhiệm Cao, hai người đi đâu vậy? Tôi và đồng chí Tiểu Mai đang muốn nghiên cứu. Được rồi, anh đừng nói nữa. Chủ nhiệm Diêm, quân đoàn trưởng đâu rồi? Phó chủ nhiệm Cao, trong đoàn anh vẫn còn có quân đoàn trưởng sao? Cô chủ nhiệm Diêm, tôi và phó chủ nhiệm Cao. Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Chúng tôi đợi cô đợi đến sốt ruột rồi. Thôi đi thôi. Mau lên. Bây giờ chúng ta đã đến giai đoạn khó khăn nhất rồi. Bạn giặc đuổi theo sát nút. Mọi người chúng ta đều phải chú ý cẩn thận để bảo vệ bản thân. Lão tiểu tử, lập tức thông báo cho mọi người di dời ngay. Vâng. Mọi người chú ý đây, quân đoàn trưởng có lệnh, chúng ta lập tức di dời. Mọi người chia nhau ra hành động. Diêm Phương, cô đi xem các thành viên bị thương đi. Vâng, quân đoàn trưởng. Anh Cao Dương, sao bây giờ lại di dời vậy? Nghe lời quân đoàn trưởng đi, đây là sắp xếp của tổ chức. Anh là phó chủ nhiệm, anh nên nói với quân đoàn trưởng bây giờ không thích hợp để di dời. Tiểu Mai, bởi vì hai chúng ta đều đã bị xử phạt. Cao Dương, đừng trò chuyện nữa, làm chuyện bản thân nên làm đi. Vâng. Lưu Tiểu Mai, cô ở đây làm gì vậy? Còn không mau đi chuẩn bị đi. Chủ nhiệm Diêm, tôi cho rằng hiện tại chúng ta không thích hợp để di dời. Tại sao?
Cô xem mọi người đều vội vàng gấp rút như vậy, như vậy dễ khiến lòng quân tan rã lắm. Được rồi, đừng nói nữa, mau đi chuẩn bị đi, nghe theo mệnh lệnh. Không được động đậy, tất cả không được động đậy. Cô làm gì vậy? Làm gì à? Rốt cuộc cô là ai? Được thôi, tôi nói anh biết, tôi là người Nhật Bản, tên tôi là Kiyoko. Người của bọn tôi đang bao vây chỗ này rồi. Quân đoàn trưởng Song Long, ngày chết của quân đoàn 10 các anh đã đến. Cô Kiyoko, tôi đã nhận ra từ sớm hành động của cô rồi. Người của cô chẳng phải là Hayashi Yoshihide sao? Người mà hắn ta muốn là tôi. Cô thả Diêm Phương ra đi, tôi đi với cô. Quân đoàn trưởng, anh đừng nghe lời cô ta, mau nổ súng giết chết cô ta đi. Buông cô ấy ra, đừng qua đây. Qua đây tôi nổ súng bắn chết cô ta. Lưu Tử Mai, cô bỏ súng xuống. Cao Dương, sao anh lại quay lại? Cô xem, cô còn nhớ nói chứ? Cô đã đặt nó vào trong lòng tôi. Nó là một cây dao đó Tiểu Mai. Tiểu Mai, cô nghe lời đi, bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống đi, đừng ép tôi. Còn ép tôi nữa, tôi sẽ nổ súng. Lưu Tiểu Mai, tôi nói cô biết, bọn tôi đều là tay súng thần. Bây giờ tôi có thể lấy mạng của cô. Cô thả cô ấy ra. Bây giờ tôi đi với cô. Quân đoàn trưởng, nổ súng đi. Lưu Tiểu Mai, chị dâu, 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 xong lắm. Tôi luôn muốn đỡ đạn cho cậu. Cả đời này của tôi cũng coi như xứng đáng rồi. Chị dâu, chị không nên đỡ đạn. Chị dâu, em gái tốt, chăm sóc tốt cho quân đoàn trưởng. Chị dâu, chị dâu, chị dâu. Quân đoàn trưởng, mọi người mau đi đi. Cao Dương, Cao Dương, Cao Dương, Cao Dương. Xem ra sự hung tàn kiêu ngạo của bọn chúng đã bị chúng ta đánh tan rồi. Nhưng cậu cũng đừng quên, bọn chúng là người bản địa, có năng lực sinh tồn rất mạnh mẽ. Trung Quốc có câu nói như thế này: người là sắt, cơm là thép. Thời tiết tồi tệ như vậy lại không có lương thực, chúng ta có thể tưởng tượng được. Quân đội kháng Nhật hiện tại đang sinh tồn trong môi trường như thế nào? Nếu như đã như vậy, vậy tại sao chúng ta không nhân cơ hội này để tấn công? Thưa ngài, chúng ta có thể lợi dụng đội cảnh sát rừng lâm ở thôn Sơn Hà. Xung quanh ở đó thiết kế rất nhiều bẫy ngầm. Chúng ta dùng hỏa lực ép bọn chúng đến nơi đó. Một khi bọn chúng vào trong đó thì đừng hòng muốn trở ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta có thể tóm gọn lưới rồi. Đây là một ý tưởng không tệ đấy.
Mau đi theo, nhanh lên. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Sơn Tử, chú ý cảnh giác. Vâng. Quân đoàn trưởng, tôi đi đốt chút củi lửa để mọi người sưởi ấm. Đợi đã. Chúng ta vẫn chưa biết nơi này có an toàn không. Đợi một chút đi. Đúng đó. Lão Tiểu Tử, đừng đi nữa. Chịu đựng chút đi. Quân đoàn phó đã nói rồi, ráng chịu đựng đi. Quân đoàn trưởng, có mai phục. Sơn Tử, Sơn Tử, ngồi im đi. Chúng ta vẫn chưa biết bọn giặc đang ở nơi nào. Sơn Tử, này Ngũ Tử. Quân đoàn trưởng, quân đoàn trưởng. Sơn Tử, Sơn Tử, Sơn Tử, Sơn Tử, Sơn Tử, Ngũ Tử, Sơn Tử, Ngũ Tử, Sơn Tử, Ngũ Tử, tôi không muốn chết. Sơn Tử, Ngũ Tử, tôi nhớ mẹ tôi. Cậu không chết được đâu, cậu không chết được đâu. Tôi nhớ mẹ tôi, tôi muốn về nhà. Cậu không chết được đâu. Sơn Tử, Ngũ Tử, tôi nhớ mẹ tôi. Tôi nhớ mẹ tôi. Sơn Tử, bọn giặc kia. Ngũ Tử, Ngũ Tử, Lão Trương, cậu làm gì vậy? Buông tôi ra, tôi phải cứu bọn họ. Không được. Quân đoàn trưởng, Ngũ Tử và Sơn Tử đều là anh em tốt của tôi, là binh sĩ một tay tôi dẫn dắt ra. Tôi không thể để bọn họ ở lại. Họ là anh em của cậu, cũng là anh em của tôi. Cậu đi như vậy không phải là tự nạp mạng lãng phí sao? Dẫn cậu ta đi. Dẫn đi, dẫn đi. Hút điếu thuốc đi. Không hút. Tôi muốn thương lượng chút chuyện với anh.
Cậu nói đi. Tôi cảm thấy anh vẫn nên dẫn dắt các đồng chí đi trước đi. Đi đâu? Ý cậu là sao? Tôi nghĩ như thế này. Để một mình tôi ở lại đây đối phó với bọn giặc. Anh dẫn các đồng chí giải tán trước đi. Tôi biết rồi. Sơn Tử và cả Ngũ Tử đều là anh em tốt nhiều năm của cậu. Sự hy sinh của bọn họ khiến cậu rất đau buồn. Không, tôi nói thật đó. Từ trước đến nay, tôi cho rằng chỉ cần có thể đánh bọn giặc thì đều sẽ tốt hơn ở lại trong quân đội Đông Bắc. Nhưng bây giờ tôi cho rằng tôi đã sai rồi. Cậu sai ở đâu? Tôi dẫn các anh em ra đây đánh giặc chính là vì muốn để các anh em được sống những ngày tháng tốt đẹp. Nhưng bây giờ những ngày tháng sau này càng ngày càng khó khăn. Đừng nói đến ngày tháng tốt đẹp. Tận mắt tôi nhìn thấy từng người ngã xuống hy sinh trước mặt tôi. Điều này không đáng. Đồng chí Trương Hiển Trung, đây không giống những lời nói của một quân đoàn phó nên nói. Cậu thấy vài anh em hy sinh thì liền nhục chí. Đây gọi là gì? Đây gọi là gì? Tôi không phải có ý đó. Chứ cậu có ý gì? Tôi không muốn tiếp tục mất đi anh em nào nữa. Đây không phải chuyện cậu muốn hay không. Tôi nói cậu biết lão Trương, với tình hình hiện tại cái suy nghĩ này vốn dĩ không nên có. Chúng ta là đội ngũ của đảng Cộng sản. Cậu có biết cậu như vậy gọi là gì không? Gọi là không chịu tiến lên làm nhục chí lòng quân. Quân đoàn trưởng tôi, tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cậu nữa. Tôi nói cậu biết, đồng chí của quân đoàn 10 không thể chết lãng phí như vậy được. Máu của các anh em sẽ không thể chảy vô ích như vậy được. Lão Trương, cậu tự suy nghĩ lại thật kỹ đi. Báo cáo, bộ đội của ngài đã tiêu diệt triệt để tổ chức liên lạc ngầm của quân cộng sản ở Ngũ Thường và Chư Hà, lập được đại công và đại nghiệp của đế quốc. Vì vậy khen ngợi bộ đội của ngài. Lùi xuống đi. Vâng. Yoshide, xem ra sự vất vả của cậu đã được đền đáp xứng đáng rồi. Chúng ta cạn một ly vì đại nghiệp của đế quốc đi. Mời. Đây quả thật là tin tức khiến chúng ta vui mừng. Nhưng mà doanh trại Cao Lệ tuy đã bị chúng ta chiếm lĩnh, nhưng Song Long đã chạy trốn rồi. Doanh trại Cao Lệ không có Song Long đối với chúng ta mà nói chẳng có giá trị gì cả. Lời khen ngợi này nói là khen ngợi, nhưng thực tế chẳng khác nào là một lời sỉ nhục đối với quân nhân đế quốc chúng ta. Thưa ngài, ly rượu này đợi sau khi chúng ta bắt được Song Long rồi mới uống đi. Nhị Niệu Tử, Thiết Ưng Nhi, còn có tất cả các đồng chí đã hy sinh, các cậu đều là người xuất sắc. Các cậu là niềm tự hào của quân đoàn 10, là anh hùng của quân đoàn 10. Các đồng chí, xin hãy tin tưởng tôi. Chúng ta vốn không hề cô đơn. Chúng ta không phải chiến đấu lẻ loi.
Chúng ta và còn cả các anh em của quân đoàn 10 khác đều đang kề vai tác chiến với nhau. Tướng quân Châu Bảo Trung, tướng quân Dương Tịnh Vũ, tướng quân Triệu Thượng Chí. Bên cạnh chúng ta còn có các đồng bào khắp nơi đang ủng hộ chúng ta. Các đồng chí, tình hình của chúng ta rất khó khăn. Không có đồ để ăn, không có đồ để mặc. Vậy thì đã sao? Chúng ta vẫn có thể chiến đấu với kẻ địch. Chỉ cần chúng ta còn sống, cho dù là cắn thì cũng phải cắn cho bằng giặc chết. Tôi tin rằng chỉ cần dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta nhất định sẽ có thể đánh bại được bọn giặc Nhật Bản, nhất định có thể đuổi bọn chúng ra khỏi Đông Bắc. Hãy tin tôi, liên đội kháng Nhật nhất định sẽ thắng. Liên đội kháng Nhật nhất định sẽ chiến thắng. Liên đội kháng Nhật nhất định sẽ chiến thắng. Các đồng chí, hôm nay là ngày 7 tháng 12 âm lịch. Có câu nói ngày 7, ngày 8 tháng 12 âm lịch là ngày lạnh nhất trong một năm. Tôi nhìn các đồng chí ngồi ở đây, không một ai cảm thấy lạnh rét. Tại vì sao? Chính vì chúng ta có lòng tin và quyết tâm sẽ có thể đuổi được bọn giặc ra khỏi Đông Bắc. Các đồng chí nói xem có đúng không? Đúng. Các đồng chí, thịt sắp nướng xong rồi. Mọi người đều đến ăn một chút đi. Chuyện này cũng là vì không còn cách nào khác. Nào, mọi người ăn đi. Mọi người đến ăn một chút đi. Sao Long, nào, cháu ăn trước đi. Chú à, cháu không đói, để các đồng chí ăn đi. Đứa trẻ ngốc còn không đói nữa. Cháu đã 2-3 ngày chưa ăn gì rồi. Cháu hãy ăn đi. Mọi người đến ăn đi. Nào, Sam Long, ta hiểu ý của cháu. Đây là con chiến mã đi theo cháu nhiều năm. Nó giống như anh em ruột của cháu vậy. Cháu không nỡ. Thật ra ta cũng không nỡ. Các anh em, chúng ta là vì không còn cách nào khác. Trời lại lạnh như vậy, tình cảnh hiện tại của chúng ta lại khó khăn như thế. Chúng ta cứ như vậy đợi lạnh đến chết, đợi đói đến chết sao? Và chúng ta phải đánh trận với bọn giặc như thế nào đây? Song Long, cháu còn nhớ lời nói mà lão Ngụy đại ca hay nói với cháu không? Chỉ có bảo vệ tốt bản thân mình thì mới có thể tiêu diệt được kẻ địch. Vì vậy chúng ta phải sống cho thật tốt, như vậy mới có thể đánh bọn giặc tốt hơn nữa. Các đồng chí, chú nói đúng lắm. Chúng ta chỉ có ăn no, mặc ấm thì mới có thể đánh được giặc. Các đồng chí, ăn đi. Song Long, cháu là quân đoàn trưởng, cháu dẫn đầu, ăn một miếng trước đi. Chú à, tôi nói rồi, tôi thật sự không đói. Các anh em, được, tôi dẫn đầu ăn trước.
Tôi không đói. Vỏ cây. Cô ăn cái này à? Anh trả lại cho tôi đi. Ăn thịt này đi. Anh Song Long, tôi không thích ăn thịt. Không có ai là không thích ăn thịt cả. Không ăn cũng phải ăn. Đây là mệnh lệnh. Anh Song Long, tôi ăn không vô. Tôi biết đây là con ngựa mà anh yêu mến nhất.